Này là bối không? Đây này còn mấy cái lươn ngang nữa. Đây này. Lấy cái tư. Cái bịch, cái bịch. Ủa, cái lộn áo bà nào, áo ông không à? Rồi, để đây con. Rồi, lấy cái này lại ra. Lấy nghe rồi, đó rồi. Cái này bán cho ai? Hay là mang ra qua cho nhà? Chở chỗ ngoài ngoài. À vậy hả? Ông nào không cầm vô. Sợ rớ lại cho nghe. Vinh Vinh là lấy chúng ăn cái Vinh. Xin mồ mả cho ông bà, còn không ông bà phù hộ độ trì cho gia đình, con cháu được mạnh khỏe, gặp gì may mắn ngồi. Mấy cái mã này là bãi 80 năm trở lên không rồi chứ đâu có dưới đâu. Bãi tới, cái thời điểm đó tới bây giờ rồi năm 2008 bây giờ ra đây nè. Dạ. Chú năm nay được nhiêu tuổi chú? Chú Tết này nữa 64. 64. Chú có thường cái tục mà đi tạ mộ này chú biết từ khi nào? Thì hồi nhỏ lớn lên rồi cứ ông bà
theo lời của cha mẹ ông bà đó, cứ Tết cái khoảng đưa ông Táo xong, bữa nay chú làm sớm chứ thường 24 chú mới làm, đưa ông Táo xong rồi mới biết làm tảo mộ. Chú biết cái ý nghĩa của cái việc tảo mộ này không? Nói chung là tảo mộ thì mình thế hệ con cháu thì nhớ tới công ơn của ông bà tổ tiên. Người chết, người sống thì cái nhà chết, thác thì cái mồ. Thì mình có cái lòng, có cái tâm để mình hiếu đạo với ông bà tổ tiên tới Tết, rồi mình tảo mộ, mình làm vệ sinh cho sạch sẽ. Rồi xong 30 rước ông bà, mời ông bà về đoàn tụ với gia đình, ăn ba ngày sưng xong mình đưa đá về chỗ cũ. Nên tại sao mà hàng năm mình không thường xuyên ra quét dọn, mà mình mấy ngày Tết mình ra quét dọn mà để cho mồ các mộ phần coi như cỏ mọc um tùm? Thì một năm rồi nó có hai cái đợt, đợt thanh minh. Đợt thanh minh là đầu năm á, thanh minh á là cũng đi tảo mộ, giếng mộ cũng làm vệ sinh đồ y vậy đó. Rồi cái đợt tới ngày Tết, Tết Nguyên Đán đó, là làm một năm làm hai đợt vậy. Thường thường thì chú nghe kể lại là cứ mình nối tiếp với thế hệ đó tới giờ mình làm vậy thôi, chứ mình cũng không có rõ cái ý nghĩa nguồn gốc của nó. Còn cái này mình làm theo cái tâm của mình đối với ông bà cha mẹ thôi đó. Thì cái vấn đề chú làm như vậy, chú có nói cho con cháu mình biết cái việc mình làm không? Biết chứ, nói giờ ngày này là ba đi tảo mộ rồi cho ông bà tổ tiên rồi đó, ra mua đồ rồi cúng kiến rồi vậy đó. Rồi làm vệ sinh sạch sẽ, xong 30 Tết rồi rước ông bà. Sáng 30 làm riết tới 9-10 giờ cái làm mâm cơm canh rước ông bà về. Những người mà qua phần á, cái dạng mà cửu quyền thất tổ á, đó, ông cha mẹ trở lên. Nếu mà mất á thì đó rước về cúng kiến ba ngày xuân. Nãy thì thấy có mấy cái anh trai trẻ trẻ đó là cháu hay là con của chú? Mấy đứa cháu nó giúp phụ chú á. Đứa này là con, thằng này anh trai thứ ba của chú, còn đó là cháu nó đi phụ. Nãy thấy trên một phần nó thấy có những cái gì áo cao cấp rồi tiền này kia, cái đó là ý nghĩa gì vậy chú? Cái này thì cái cũng như mình cấp cho người cõi âm. Thì xưa bài nay vẽ thôi, chứ mình cũng không có rõ nguồn gốc, thì cứ làm theo thế, tiếp nối thế hệ này qua thế hệ kia vậy thôi. Vậy hồi xưa ông bà có nói ý nghĩa của cái việc mà mua giấy tiền vàng bạc rồi áo rồi những cái vật dụng giống như trên trần gian này để gửi xuống như thế nào không? Cái quan điểm là ở trần gian sao thì ở âm phủ y vậy, thì xuống dưới người ta có tiền, có quần, có áo, có xe, có cổ, có tất cả các cái. Cái quan điểm của mình nữa là con người khi chết đi đâu có mất đi đúng không? Đúng rồi. Thì nói chung là chuyển cho ông qua một cái chỗ ở mới thôi. Từ cái trạng thái này nó chuyển qua trạng thái khác thôi. Từ cái trạng thái này chuyển qua trạng thái khác chứ đâu có mất. Do đó cái nhu cầu ở trên trần gian này cũng như dưới cõi âm đó, nó theo quan niệm của mình là giống như nhau đúng không? Đúng rồi, theo mình suy nghĩ nó vậy. Thì giờ tất cả từ cái trạng thái này nó biến đổi qua trạng thái khác thôi, chứ không có mất đi, cái linh hồn vẫn còn.